Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thương nguyên đạo giới. Phương hướng của thương linh đạo giới sao có thể có sức sống mạnh đến như vậy được chứ? Là Lâm Việt. Không ngờ ở trong long mạch còn che giấu đế hoàng mạch. Đế hoàng mạch cộng thêm đế hoàng huyết của Tu Na Đế Môn, đế hoàng cốt do đệ nhất của Hắc Bảng sau khi chết để lại. Ta có ba phương thức để bước vào đế hoàng cảnh rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài thôi. Được, được. Người hoan nghênh đúng là nhiều thật. Khí vận bật vô âm tín trong 10 vạn năm đã được mở ra rồi. Nói đi, tướng quân muốn ban thưởng như thế nào? Thánh thượng không cần phải vui mừng quá sớm, khí vận xung thiền, e rằng sẽ gây ra sự dòm ngó của vương triều khác. Trẫm đã nhịn nhiều năm như vậy là đủ lắm rồi, tên nào dám đến cướp, thế thì đánh. Thánh thượng, có giác ngộ này là tốt nhất. Nhưng mà lần này đến không phải là một hai vương triều, e là trăm triều liên quân. Bọn họ dám hay sao? Chuyện này e rằng đã làm kinh động đến đạo chủ. Trăm triều nếu như còn đến gây chuyện. Đạo chủ của các người đều không thể nào giết hết người của 100 triều được. Cho dù ngươi có công đã mở ra được khí vận của thương linh đạo giới, nhưng thiên kiêu của 100 triều kia đều đã chết ở chỗ của người. Đạo chủ cũng không thể nào làm người hòa giải, chỉ có thể ngồi quan sát biến động của trăm triều. Đại tướng quân, vậy chậm nên làm thế nào? Yên tâm, nghe theo ta là được rồi. Ngươi hãy mở thông thiên trận thông về thương linh đạo giới đối với ngoại giới. Ta muốn mời một người của đạo giới khác đi vào đây. Át chủ bài trên tay của chúng ta càng nhiều, tỷ suất sống sót sẽ càng lớn hơn. 3 ngày sau. Quả nhiên là thương linh khí vận ở trong ghi chép của tiên tổ. Vương triều Cửu Khúc, quốc chủ. Vương triều Truy Vân, quốc chủ. Đừng lãng phí thời gian nữa. Nếu như trăm triều lấy chúng ta làm đầu, vậy chúng ta phải nhanh chóng đưa người đi lấy cột sáng khí vận và Lâm Việt. Vương triều Tử Vân, quốc chủ. Được. Ngô Nguyệt Vương, giao Lâm Việt ra. Tự cắt đứt cột sáng khí vận rồi giao lại cho chúng ta, chấm có thể tha tội chết cho người. Muốn đánh thì đánh, chậm nhịn nhiều năm như vậy rồi, sợ các người nữa chắc. Ta là Chí Tôn Cảnh, Trương Vô Lượng, một đế hoàng nhỏ bé như người, không nhịn thì có thể làm gì được. Phụ vương, người không sao chứ? Vô địch, con là con trai duy nhất của ta, đi trước đi. Lần này nghe rằng lành ít dữ nhiều rồi. Trương Vô Lượng, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy con trai rất thương ngươi hay sao? Nói thật cho ngươi biết vậy, nhiều năm nay hắn vẫn luôn tặng thảo dược cho vương triều Tử Vân của ta, đã rút sạch vương triều Hạo Nguyệt của ngươi rồi. Thật sự có chuyện này sao? Phụ vương, chuyện này có ẩn tình khác. Đem dược liệu tiện nghi như vậy cho ta, còn không phải là vì lấy lợi ích của bản thân. Còn có thể có ẩn tình gì nữa? Nói rốt cuộc là có chuyện gì? Phụ vương, thật ra mọi chuyện là... Xảy ra chuyện gì vậy? Tướng sĩ của Tử Vân ta sao tự nhiên lại tự bạo hết rồi? Có người đang công kích thương triều Tử Vân hay sao?
Phụ vương, thật sự là ông trời giúp vương triều chúng ta. Tự bạo vẫn còn đang tiếp tục. Quốc chủ Tử Vân, người của ta cũng lộ bị thương hết rồi. Ngươi nhất định là phải cho ta một lời giải thích. Rốt cuộc là có chuyện gì? Là Hạo Nguyệt Vương giở trò, có liên quan gì đến trẫm? Đừng sợ, chỉ cần giải quyết Hạo Nguyệt Vương, tất cả đều có thể giải thích. Thật sự có thể giải thích hết được sao? Dương Khai tướng quân, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến rồi. Quản ngươi là chó mèo gì, đều đi chết hết đi.